Sáng ngày 10 tháng 3, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tuyên Hóa phối hợp cùng với Trung tâm truyền máu khu vực miền Trung tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2021. Với thông điệp mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại, ngày hội hiến máu tình nguyện lần này đã thu hút gần 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, lực lượng vũ trang, nhân dân và học sinh của cả cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn 9 xã thị trấn phía Bắc huyện Tuyên Hóa tham gia đăng ký hiến máu. Như làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cùng tinh thần trách nhiệm của các tình nguyện viên, kết quả đã thu được 449 đơn vị máu. Đặc biệt, trong năm 2021, huyện Tuyên Hóa được giao chỉ tiêu 700 đơn vị máu, trong đó đợt 1 đã thu được 404 đơn vị máu. Tổng cả hai đợt hiến máu trong năm đạt 853 đơn vị máu, đạt 121,8% chỉ tiêu giao. Ngày hội hiến máu tình nguyện tại huyện Tuyên Hóa từ lâu đã trở thành một hoạt động thường niên, có sức lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Đây là hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng, chung tay cứu sống những người kém may mắn. Nguồn máu thu được sẽ có phần tích cực trong công tác chữa bệnh và cấp cứu bệnh nhân tại các tuyến y tế trong thời gian tới.